quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết của chương trình Thích thì nghe, không thích thì nghe. Dự báo thời tiết cho Vịnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nay và ngày mai là vô cùng nguy hiểm. Ngày nắng không có sao, đêm đen không có nắng, trưa và chiều giảm mây, trời tối dần. Gió đông bắc thổi ngược, thổi xuôi, thổi tới thổi lui, thổi qua thổi lại. Để biết thêm thông tin chi tiết thì phóng viên thường trú tại Hội nghị Thích thì nghe, không thích thì nghe tại Moscow đã có những phóng sự rất chi tiết về việc này. Здравствуйте, сильно в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Cảm ơn anh Hồng Quang. Tầm nhìn xa từ nhà ra cửa, tình hình rất nguy hiểm, vậy nên quý vị mau chóng về nhà thắt dây an toàn và đi cùng chúng tôi để với chương trình Thích thì nghe, không thích thì chiều.